thì mình ly hôn đi chứ mình ở với nhau mình cãi nhau rồi con cái nghe được thì cũng giáo dục được con á. Rồi nhưng mà chia tay thì có viết đơn ly dị không? Dạ, hay là có, giờ viết giờ kỹ luôn. Có gửi không? Dạ tại anh chịu mất tiền để đi gửi, tự đi gửi là phải đưa 200 lệ để các bạn phí trước á. 200 ngàn mà giữ được đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp theo một cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Mời chào hai em. Dạ chào anh chị. Em tên là Lê Quốc Dũng, em đang 28 tuổi, em đang là xe. Anh Bim mà anh hiểu được á là chị đi đầu xuống đất liền. Chỉ có chị hiểu được em thôi. Em Lê Quốc Dũng, em anh tạm tụi em lại xe. Đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thông minh tao hiểu thôi. Cái gì? Nãy giờ anh tưởng là em lên em là nãy giờ là em thở. Rồi, con em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hoàng Thanh Loan, em 27 tuổi, em kinh doanh ở nhà. À. Thế là hai Mỹ là đến từ là Huế phải không? Dạ. Huế mông mớ phải không? Dạ. Hiện tại là đang ở ngoài Huế luôn. Dạ. Dạ. Ồ. Nhưng mà hai bạn là xem chương trình này thường xuyên phải không? Dạ không, do em xem bạn mùa hàng ho xong rồi trên YouTube đề nghị có chương trình Vợ Chồng Son, cái là em coi thử vai liệu này hay. Thay mặt cho chương trình rất là cảm ơn vợ chồng hai bạn đã đến đây từ ở Thừa Thiên Huế. Dạ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để mà cảm ơn cặp vợ chồng. Rồi, có thể kể cho anh và chị Vân biết hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau có mạng, do là lúc trước em sống ở trong Nam á, cho nên em quay về Huế thì em không có bạn ở Huế, nên em lên mạng để em tìm bạn bè để đi chơi vậy thôi thì gặp anh. Còn anh sao, anh lên mạng chi vậy anh? Nhà lúc đó thì tụi em rảnh rồi, em làm việc tụi em rảnh rồi đến mạng chơi cho vui gì đó. Không chẳng nhiều người lắm thôi, sau này còn gặp cô này. Hai người chẳng có chẳng quê cùng gặp vui thấy vui quen với nhau nên gặp nhau gì ở kia. Em có thể nói chậm chút xíu được không? Không nổi luôn á. Không nói không được đâu, cái tiếng địa phương rồi họ nói rất là nhanh. Bây giờ em cần chị phiên dịch, trong ngày hôm nay chị nhường cho em là em hỏi thôi, chị phiên dịch thôi. Thôi trời ơi lâu vậy lắm. Nói chứ anh sẽ nghe được nha. Rất là dễ thương đó. Rồi hai bạn chat chít qua lại lâu không rồi mới gặp nhau? Nhà khoảng 4 ngày anh. À 4 ngày. Rồi cái ấn tượng mà lúc mà gặp nhau rồi sao? Vì em thấy bình thường. Đẹp như vậy mà thấy bình thường hả? Ủa nhưng mà gặp nhau là do chủ động hẹn hò gặp nhau? Hay là vô tình một cái... Không, chủ động hẹn hò chị. Ai là người chủ động? Dạ em thuyết phục anh gặp, tại vì em nói mình đâu có gì có ý định gì đâu, mình chỉ bạn bè thì mình phải biết mặt nhau thì mình mới làm bạn bè được. Thì em mới thuyết phục anh gặp, anh cũng chưa gặp. Sau 4 ngày thì em thuyết phục được anh lên nhà em gặp em để nói chuyện. À đi gặp ở nhà em hả? Dạ. Bây giờ tại vì em mới ra em là đường á, em không dám ra ngoài, em sợ bị lừa. Nói nhưng cho nên là khi mà gặp mà hẹn mà gặp ở nhà nữa là anh càng sợ nữa, đúng không? Dạ. Bạn trai mới lớn mà. Lớn lâu rồi anh. Lớn lâu rồi. Nhưng mà là chắc em, nhưng mà có lý do gì mà em ngại gặp cổ ta? Nhà lúc đó lên trái cô em chưa có phương tiện chưa có đi á. Còn em có ấn tượng với anh này không? Thì em thấy anh mời lên thì anh đặt gọi thuộc cho anh hụt thuộc được không? Em thấy anh vô duyên rồi, trước mặt con gái sao hỏi hụt thuộc được không được. Em ghét quá, em nói thôi anh gửi thuộc đấy đâu có sao đâu. Vậy là em không thích rồi. Tức là không thích luôn. Dạ, em hai người gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Dạ. Nhưng lý do gì mà yêu nhau? Ừ. Với nhau đó cũng chạm với nhau rồi, em thấy thích. Thấy có gì rồi lần sau gặp lại có còn có hút nữa không? Nhà cũng có chứ anh. Nó chưa còn hút mà phải không? Nó chưa hết. Nhưng mà nhưng mà anh nói nghe nè, em á rõ ràng là em không ấn tượng với cái chuyện mà người đàn ông mà đứng trước mặt mình hút thuốc đúng không? Dạ. Vậy thì sao chấp nhận? Mình cũng không có cảm động như đó, mình ra một điều kiện là nếu như mà anh bỏ thuộc được một năm thì em chấp nhận làm người yêu anh, đó mình nói vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn là anh không bỏ được, tại vì anh hút thuốc làm sao bỏ được thuốc, em thấy nhiều người không bỏ được lắm. Nhưng mà sau đó thì anh nói anh bỏ thuốc. Rồi anh cũng hay theo đuổi em, anh hay lên nhà em vậy. Anh cứ lên hoài dạng như là anh lì quá vậy nên đấy, mưa dầm thấm đất đúng không? Dạ. Anh lì quá rồi quen cho rồi đó phải không? Lì quá, vì lại anh do anh làm được cái lời em nói cho nên em cũng yêu về sau đến là anh bỏ thuốc lá. Dạ. Vậy anh làm nhiều chuyện lắm, em cảm động á. Rồi thế là yêu. Dạ. Rồi lúc mà quen nhau vậy thì là có suôn sẻ hay là cứ giận tới giận luôn? Dừng hoài chị, cái bà mối dừng này, bà mối dừng này. Cái gì? Bà mối là dừng này, rồi chuyện gì cũng giận, chuyện gì cũng giận á. Là vẫn biết vậy hả? Dạ, dừng biết em á. Em có thấy là cái tính như vậy là trẻ con đó không?
nhanh thấy á, có một điều em việc tình với em rồi hai dân người là cùng xuôi à. Mỗi lần giận như vậy em làm gì cho hết giận? Rủ đi chơi, rủ đi lên xe ngồi chơi đi vòng 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 vậy đó. Bây giờ khi mà các bạn đã cưới nhau về rồi thì vợ em còn có tính giận hờn không? Nhà con tình nhiều không? Thế nhưng tình dân hơn mọi cái em tôi ăn số thông mộ luôn rồi rắn đi mà còn dân hết. Em đi đâu đi làm nói chuyện với bà con ba cùng dân, chứ bằng trả thì thôi, còn chuyện bằng cả là dân. Vậy là hay em nói là chạm trả em đó, đi mà còn việc, đi mà còn việc, đi mà còn việc khai báo hết. Là sao? Tức là bây giờ là bắt là phải đi đâu cũng phải khai báo, không khai báo là không có được. Nói chuyện với bạn trai bạn thì có giận. Thể được không, có thể được, nhưng bạn gái là phải giận. Ủa em nói chuyện thôi mà đâu có hành động gì đâu mà khiến em phải giận. Dạ thì em thấy nói bình thường thì được, mà em thích cười vì giận gái khác á. Rồi lúc mà lấy nhau rồi mà mỗi lần giận như có đòi chia tay không? Nhà có chứ chị. Bao nhiêu lần? Nhà nhiều nghe cười nhưng mà đụng chuyện chia tay, đụng chuyện tay nhiều chuyện chia tay lắm. Chuyện muốn chia tay, chuyện rắn chia tay à? Dạ dạ không, thì cuộc sống mình không hiểu được nhau á thì mình ly hôn đi, chứ mình ở với nhau mình cãi nhau rồi con cãi nghe được thì cũng giáo dục được con á. Rồi nhưng mà chia tay thì có viết đơn ly dị không? Dạ hay là có, giờ việc giờ kỹ luôn. Có gửi không? Dạ tại anh chịu đưa tiền để đi gửi, tại đi gửi là phải đưa 200 để đồng án phí trước á. 200 ngàn mà giữ được đúng không? Dạ. Cái lần mà tụi em xém ly hôn gần đây nhất là chuyện gì? Dạ thì tụi em hay cãi nhau chuyện sinh con, giống như lúc mà em có bầu á thì anh nói em sinh con tội ghê, em đau tội, thôi em đẻ đứa thôi, em đừng có đẻ nữa mà đau tội. Nhưng mà sau em đẻ xong rồi bây giờ anh cứ dù em hoài à, anh cứ kêu thôi đẻ đi em, đẻ đi em. Nhưng chăm con thì anh ít khi chăm lắm. Nhưng mà em cho con bú rồi thì anh phải dỗ con ngủ, mà lúc nào anh cũng nói anh đi làm về mệt rồi để cho anh nghỉ đi. Rồi anh phụ em trong con đó, khi nào nói lắm này lắm là nhiều lắm anh phải làm, mà nói chung là anh lười lắm. Em có lười không? À, em thì cũng lười chẳng qua vì em làm mệt quá về đây nên có gian là nghỉ ngơi rồi chứ không phải là lười. Có khi nào vì trốn việc nhà mà đòi ly dị với em không? Cũng có chứ, không có luôn. Không chịu làm là nói gì. Dạ. Ủa em về nhà bộ kinh khủng lắm hả? Nhà kinh khủng, em về nhà là kinh khủng lắm. Mỗi lần về nhà là việc là việc nên làm việc khắc lắm, việc vừa cởi giày ra cái là vô là làm quần quất không vậy. Anh giày cũng đúng, tại vì anh thì chỉ có làm ngoài đường thôi, đi ngoài đường hay lại xe thì ngậm cạnh nơi sướng rồi. Em suốt ngày ở nhà em vừa làm rồi em vừa chăm con nữa, tính ra là em là người mệt hơn. Nhưng suốt ngày mà anh về anh cứ nói là anh đi làm ngoài đường mệt lắm, còn em ở nhà sướng. Anh không bao giờ hiểu được nỗi khổ em, không thông cảm về em. Anh chỉ nói là em sửa. Còn theo em thì cái việc vừa lao vào nhà cái là bỏ hết tất cả mà lao vào như công việc ở trong nhà nội trợ phụ với vợ mình. Vì vợ em có hiểu cái nỗi khổ của em không? Nhưng mà em thì hẳn hiểu nỗi khổ của em. Rồi còn gì nữa không? Còn bức xúc gì nói hết không đi? Nhà bức xúc như là nhanh, giống như là về thì em muốn nghỉ ngơi thôi, thì em muốn làm gì hết. Mà cô thì hay bắt em làm việc nhà. Cứ bắt em làm việc nhà. Dạ. Đó rồi không chịu làm là gây là đòi ly dị. Đấy. Mà cứ miết điệp khúc có lặp đi lặp lại tới giờ còn không? Dạ còn 2 năm rồi mà ngày nào cũng cãi nhau rồi chị. Cho nên em lấy chương trình để tìm cái phương án góp ý của anh chị để làm sao cho hai vợ chồng khỏi gây hoi, nhưng mà chưa ly gì. Dạ con mấy tuổi rồi? Dạ con 1 tuổi rưỡi rồi. 1 tuổi rưỡi, bây giờ là đang chuẩn bị có em bé nữa không hay dạ là từ con, từ? Em muốn đẻ nữa mà anh cứ nói em đẻ thôi. Tại anh không có bị chia sẻ việc nhà với em. Anh hiểu được là em ở nhà em cũng làm việc mà. Anh kiếm tiền em cũng kiếm tiền. Nhưng mà vì sao em chăm con mà anh đâu phải chăm con đâu. Anh về anh phải tự nguyện phụ em đằng này lúc nào cũng để cho em phải nói. Thế thì giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Em muốn anh là phải thông cảm vì thấu hiểu được cái nỗi khổ làm vợ của em. Đừng là lúc nào cũng nhìn vô cũng thấy em là sướng quá không làm gì hết. Em nếu mà anh tự giác làm việc nha thì em cũng cam ram gì hết. Tại vì một lần em đi làm thôi nha, em về làm thầy vợ em ngồi chơi khống à. Không làm gì cả nên em là Tại lúc anh về toàn trụng lúc mà bé em vừa mới ngủ xong rồi khách em vừa mới về xong cái bác em phải ngồi em nghỉ ngơi em vừa mới đặt ngồi xuống nghỉ ngơi là anh lại về anh thấy em như vậy. Cứ xui là đúng lúc mình được nghỉ thì là ông là xuất hiện. Bởi vậy con người lúc mà em chật vật thì con vừa khách con khóc rồi khách kêu em làm thì lúc đó anh xuất hiện. Rồi giờ chồng mong muốn vợ thay đổi cái gì? Em thì em muộn vợ em thay đổi lên bực cái ăn tuôn lại đi, đừng bắt em làm những việc gì em thích. Chị nghĩ như vậy nè, cái công việc của chồng em á, thực sự nếu mà làm tài xế á, mà cái giấc ngủ không đủ thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho cả bản thân mình lẫn cho khách nữa. Thành ra là cái giấc ngủ đối với chồng em nó quá là quan trọng đi. Còn bây giờ em thì ví dụ như là công việc nhà, ví dụ như em làm ở nhà thì em có thể điều tiết được. Ví dụ như giờ em mệt quá thì em có thể nằm lăn ra em ngủ và để chút xíu em thức dậy em làm tiếp được. Thế thì em có thể vì tính chất của công việc á
mà em hy sinh hơn một chút, tức là em chịu cái phần nặng hơn một chút trong việc nhà của chồng thì có được chăng? Bởi vì nếu như em lấy cái giấc ngủ mà của chồng em để mà chồng em phải phân đối việc nhà cho em á, thì theo chị nếu chồng em ráng thì cũng được, nhưng cái ráng đó nó được trong bao lâu? Nếu như chồng em vẫn tiếp tục làm cái công việc là làm tài xế, cho nên rằng á là mình đặt trường hợp mình vào trong cái công việc của chồng mình, có nghĩa là mình yêu chồng mình giữ cái mạng sống cho chồng mình, thì mình hy sinh một chút về cái công việc nhà, bỏ cái việc mà đòi ly dị đi. Thì cứ bực mình cái đòi ly dị nó dở lắm. Em bé càng ngày nó càng lớn, nghe nó hiểu hết á. Nó biết hết đó. Dạ. Ha, okay. Ha, giải tỏa đi, giải tỏa chuyện đó đi. Đã từ Huế vô tới đây rồi, cái mình hiểu được nhiều những cái gia đình khác á, họ còn có những cái chuyện mà họ trầm họ bi hơn. Kịch trầm trọng hơn tụi em nữa. Nhưng mà rồi họ vượt qua được hết. Mà trong cái tính chất của gia đình em á, thì chị nghĩ cái người mà làm bớt sóng gió gia đình là em. Em phải là người chủ động làm việc đó ha. Nghe. Yeah. Có hài lòng không? Dạ yeah, thì em làm cũng được, nhưng mà anh phải hiểu là em đã vất vả rồi, nhưng tại vì anh hiểu là em đã vất vả rồi, nhưng em cam tâm, tức là em làm là phải có người ghi nhận. Đó, em hiểu cái điều vợ em nói không? Yeah. Có nghĩa là em phải công nhận và ghi nhận cái việc vợ em hy sinh cho mình. Yeah. Và em phải trân trọng việc đó. Yeah. Em hiểu không? Em hiểu chị không? Yeah. Em ghi nhận điều đó là vợ em sẽ thoải mái cái đầu óc liền. Thậm chí ông khỏi làm luôn, ngủ luôn. Yeah. Ha, ha em ha. Trời, chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Đặt thể thao, nạp quần đùi, áo không bà lỗ mà nhìn con cũng mê mê. Có vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Về với em thì mới được đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Cường. À, em là nhân viên dịch vụ công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? À, em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ, năm nay em 26 tuổi. À, anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có, em thích lắm á. Em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây đó. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Dạ. Mọi người cảm ơn em, vỗ tay. Dạ. Rồi chuyên, còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sau. À. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị hất tình. Xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa á, xong rồi đem trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, muốn chạy theo em hoài luôn á. Dạ. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi chứ. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, nạp quần đùi, áo không bà lỗ. Mình nhìn nhìn con cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặt lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết, tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này anh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà anh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hết sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Tại sao anh nhắn cả tháng trời á, xong anh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhậm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá đúng không? Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. À. Ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Rồi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào?
Dạ, ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần. Rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ, em nói cái anh này á, suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chuyện nào mà mình mới chịu, mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh, phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh, thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi. Em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đường ai nấy đi, khỏi ăn lạc nữa cho khỏe. Thiệt luôn á. Mà ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Dạ, anh em đủ phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ, trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á, em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Và bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu, đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền. Xong rồi mới làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ, mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, giận lên không có đập anh, mà giận lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ, ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cỡ lên em xấu hổ chết. Mà nói là cả lên rồi phải làm. Đúng rồi, đó. Chơi luôn em. Đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng kể. Đó. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi. Xong rồi em năn nỉ, van xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi. Sau vài tuần coi này thấy thích quá, chị không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy chứ, cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị. Nói em không chịu chuồn hết rồi, bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt. Chồng tức thiệt, chi cái chương trình này mà đòi ly dị em. Mà nói em là không thương này nọ, chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không có mấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nói làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên chuyện này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lên. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Rồi nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ. Bây giờ đến vạch mặt là chồng đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đóng luôn á. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó, em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về, chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ ăn. Trời ơi, đi chưa? Anh nhằn sao? Tức cái bộ. Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn. Đúng không? Ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt.
chứ đóng đồ mà mình phải gũa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng gũa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn đó phải không? Giờ hết cằn nhằn liền. Rồi còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, chị em chạy khuôn mặt mình nhung dài á. Thì từ từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cửa lộn rồi đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì. Em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nghéo. Thà là lợi quýnh cách bóp như thế em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu lên, la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như như giờ anh Quốc Thuận nè, Quốc Thuận ngồi cái ngay đây, anh Quốc Thuận có cục mỡ không? Mà em chửi cho em vạch mặt anh em. Tại đó em vạch mặt chồng em được rồi. Thì thôi em vạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh đâu có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt lên. Tao rồi. Trời giả man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em vậy? Đang vui vẻ, em đang muốn dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu ôi, giỡn biết đau hả? Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy tổn chị. Tổn thương là em chứ đau. Cái này là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề với nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, cho em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh lên giường ảnh nằm á, em lên giường em nằm chứ sao mà năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc tắt người em, cái em không chịu, đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút xanh đi ngấy khọt khọt. Không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Chuyện năn nỉ không mình, được em ngủ, tại vì em năn nỉ tiếp. Anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi, ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò, tủi thân dễ sợ luôn. Tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng nọ qua tháng kia. Rồi, còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bất kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh, xuống kênh, không đâu bất kèn, tin tin tin. Chạy qua, người ta mà còn quay lại kênh, người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì cầm lên trước là không sao, chứ nào để dẫn chơi, cầm được cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại đi á. Và trong khi đó em là dân nghệ thông tin, em thích phải coi chứ. Dạ. Dọc máy rồi dạ. Được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ không dọc đi dọc không phải ý em nói là nói chuyện nha em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú. Và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Cái gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước cho em hai đó đi. Mà em biết được không nữa. Rồi. Bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Rồi, Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi, giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu, mình tin. Là. Đúng lên đàng hoàng hứa, giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì cái bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Thôi đó chứ nghiêm túc hứa là làm được nghe trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính, như dẹp luôn trong cái bớt. bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại, nhưng mà có máy tính phải xài tại vì công việc. Thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu, nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi, hứa rồi bây giờ ôm nhau cái đi. Chưa vợ phải hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó.
Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi, thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa thì kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ vợ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quất lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi thề. Rồi ok, cảm ơn anh bạn. Cảm ơn. Dạ.